Chào bạn, mình là Hà Mạnh. Mình sống ở Sài Gòn. Cuộc sống đơn giản mỗi ngày của mình xoay quanh 3 chuyện: ngủ, đi làm và đi ăn. Mình đã làm như vậy trong suốt 10 năm qua. Đó là những nhu cầu cơ bản của con người. Ai cũng phải đi làm để có tiền mua đồ ăn. Mình cũng vậy. Nhưng do mình sống một mình giữa một thành phố lớn, nên là những bữa ăn của mình không có ai ở bên cạnh. Mình dành một quãng thời gian rất dài trong đời để sống một mình và đi ăn một mình. Thế rồi đến một ngày, chớp mắt một cái, mình 30 tuổi và mình vẫn lặp đi lặp lại chuyện ngủ, đi làm và đi ăn. Mình nghĩ là con người nên có những khoảng nghỉ giữa hành trình kiếm ăn. Thế nên một ngày đẹp trời, khi đã tích góp một số tiền đủ lớn để không phải đi làm mà vẫn mua được thức ăn, mình quyết định sẽ dành một năm để đi đó đây, làm một điều gì đó có ích cho cuộc sống này. Mình chọn đi thật xa trên một chuyến tàu và ăn thật ngon ở khắp mọi mảnh đất mà đoàn tàu dừng lại. Series này ra đời để dành cho những ai đã và đang sống một cuộc đời đơn giản giống như mình. Khi bạn ngồi một mình, bạn có thể mở ra để xem. Như thế, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Chào mừng bạn đến với series phim có tên gọi Đi ăn một mình. Thank you.